Những ai yêu thích những căn biệt thự trong kênh Nhà Đất Nguyễn Đoàn thì ngày hôm nay mình hãy cùng em Huyền mình tham khảo một căn biệt thự ngay khu vực Westland, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, ngay phường Thới Hòa. Cả nhà có nhìn thấy cái khu phía trước mình đây chính là một cái công viên để lấy toàn bộ sinh khí cho những căn biệt thự và những con người sinh sống tại khu biệt thự Westland này. Để sinh sống hay là mình được sở hữu một căn biệt thự trên khu vực này thì thật sự là tuyệt vời. Ngày hôm nay một căn biệt thự đang được giảm giá cực sâu, từ 20 tỷ xuống chỉ còn có 14 tỷ, giảm hẳn 6 tỷ cho một căn biệt thự. Do gia chủ của nhà mình vừa lan vừa chứng khoán và đầu tư không đúng cách nên đã bắt buộc phải bán đi một căn biệt thự rất là tâm huyết ngay tại phường Thới Hòa. Mình cùng em dạo một vòng khu vực xung quanh của khu biệt thự mình sinh sống. Công viên sẽ lấy sinh khí cho toàn bộ những căn biệt thự ở bên khu vực mình sinh sống. Toàn bộ hàng trăm căn biệt thự, đây là mình nằm trong một khu biệt thự cao cấp, đẳng cấp 5 sao. Với lên tới hàng trăm căn biệt thự và có một khu vực sống rất là an ninh và yên tĩnh, cây xanh cũng được bao phủ xung quanh. Đây là những điều mà rất cần thiết cho những con người mà để mình sinh sống trong một khu vực sống đẳng cấp xa hoa. Mình đang cùng em Huyền mình di chuyển một vòng ngay khu vực sinh sống cũng như là khu vực xung quanh căn biệt thự. Mình nằm một cái khu toàn là những căn biệt thự cao cấp và bề thế. Đi tới đâu là biệt thự tới đó, một khu vực dành cho giới nhà giàu, dành cho giới thượng lưu. Thì ở bên trong em là cũng toàn cảnh khu vực xung quanh, cũng căn biệt thự và rất là nhiều tiện ích khu vực xung quanh này. Phía trước biệt thự, phía sau biệt thự. Từ đây mình sẽ nhìn được tổng thể toàn cảnh khu vực sinh sống của nhà mình. Khách đừng bỏ lỡ cơ hội để mình được sở hữu một căn biệt thự với mức giá đang được giảm giá sâu. Do gia chủ của nhà mình làm ăn không thuận tiện nên là sẽ có một mức giá thật sự là hợp lý khi những khách hàng mà mình cảm thấy phù hợp yêu thích căn nhà này thì hãy cứ nhấc máy gọi ngay với em. Mình dạo quanh khu vực công viên và ngắm nhìn được phía trước là căn biệt thự. Đây, nhân vật chính của ngày hôm nay đó chính là một căn biệt thự bề thế và hoành tráng với hướng chính Tây. Một diện tích là ngang 21, chiều dài lên tới 28m. Một điều đặc biệt cho căn biệt thự của nhà mình là có hai mặt tiền, mặt tiền chính và mặt tiền phía sau, tạo nên một không khí đối lưu cho toàn bộ căn biệt thự. Mình có thể cảm nhận được phía trước mặt tiền của căn biệt thự vô cùng bề thế, nằm trên một khuôn viên đất cực kỳ đẹp với tổng diện tích là 588m. Phía bên ngoài cũng có những bức tường bao quanh và được sơn phủ cát. Bên ngoài cũng kết hợp với các hệ cửa này, cổng này. Một sự bề thế hoành tráng khi mình nhìn thấy căn biệt thự theo một lối thiết kế mang phong cách hiện đại và có mái theo mái Nhật ha. Phía sau, không gian bên hông cũng như là bên ngoài cũng rất là nhiều cây xanh. Và mình có cả khu vực vỉa hè. Phía đây vỉa hè sẽ là khoảng tầm 2m. Những bức tường cũng được xây dựng cao lên tới gần 3m này. Được sơn phủ cát hết rồi này. Phía bên trong có thể là nhìn ra view phía bên ngoài. Bây giờ cả nhà thì em mình vào bên trong để mình khám phá không gian bên trong của căn biệt thự. Cánh cổng để mình có thể di chuyển vào bên trong của căn nhà. Từ đây mình có thể di chuyển ra khu vực khu công nghiệp Mỹ Phước. Rất là nhiều khu công nghiệp dành cho cái khu vực phía bên ngoài lối dẫn vào. Một sự hoành tráng và bề thế xây dựng với một lối thiết kế vô cùng chắc chắn. Mình cũng chỉ cần nhìn thấy là những cái hệ cột và những cái điểm nhấn trang trí phía trước mặt tiền của căn nhà là có thể cảm nhận được sự tâm huyết cũng như là yêu thích của căn nhà này của gia chủ, dành rất là nhiều tình cảm. Nhưng do vấn đề về tài chính nên không thể nào giữ lại được căn biệt thự này, giảm giá sâu luôn, 20 tỷ chỉ còn có 14 tỷ. Không gian phía bên ngoài cũng có một khu này mình sẽ là trang trí. Đây là không có người trông coi nên là mình về mình sẽ phải cải tạo thêm khu vực này nhé. Bán kính tiện ích xung quanh nhà mình chỉ cách một cây là có chợ và khu vực trạm y tế để chăm sóc sức khỏe cho những thành viên trên gia đình này. Phía bên hông, đây,
Cả nhà cũng thể thấy là các bức tường cũng được xây dựng bao phủ xung quanh hết rồi. Bên ngoài lối bên hông này, mình cũng có được xây dựng, căn biệt thự xây dựng sẽ chừa ra khoảng 3 mét phía bên ngoài để lấy sự thông thoáng cho toàn bộ không khí đối lưu vào bên trong căn biệt thự phía bên ngoài. Và có cả lối cửa phụ phía bên hông nha. Bên trên là mình cũng có thể là cảm nhận này, từ những cái bức tường cũng như là những cái đường chỉ chạy dài này, trang trí này cũng như là làm điểm xuyến này cũng rất là tỉ mỉ, và cũng từ những bác thợ lành nghề để tạo nên được một sự bề thế cho căn biệt thự. Mình có lối cửa phụ đi chuyển vào bên trong căn nhà chính này. Phía bên ngoài cũng là mái theo phong cách của Thái. Bên trên thì mình lập ngói. Về nhà khi mà khách sở hữu được vị trí của căn biệt thự này thì mình có thể cải tạo thêm không gian phía bên ngoài, trồng những cái hàng cỏ ở đây này sẽ tạo nên một không gian xanh mướt thêm. Phía sau là khu vực hòn Non Bộ và có kết hợp khu vực hồ cá. Gia chủ của nhà mình lúc trước cũng vừa chơi lan vừa chứng khoán và đầu tư thì lại không đúng cách nên là bắt buộc phải bán đi căn biệt thự mà bề thế và hoành tráng này, tiếc đứt ruột nhưng mà cũng đành phải bán thôi. Chừa một phần góc nhỏ cho khu vực của căn biệt thự, đó là khu ngoài bên này là sẽ có hồ cá và hòn Non Bộ, bên trên là lan này. Tất cả những cái chậu lan này ngày xưa khi mà lan còn thịnh hành á thì có giá trị rất là cao, nhưng mà hiện tại bây giờ thì đã đào lát xuống rồi nên là giá trị cũng không còn như xưa. Phía bên ngoài mình có hai mặt tiền chính và mặt tiền phía sau, mặt tiền phụ của mình, đó là khu vực phía sau này, khu đằng sau nhà mình cũng là khu dân cư rất là đông đúc này. Mình có những bữa tiệc thì mình sẽ đặt ở đây được khoảng từ 3 đến 5 bàn tiệc trên không gian phía sân phía bên ngoài. Và khu vực cũng rất là thông thoáng nha cả nhà. Tất cả các chất liệu gỗ ở trong căn biệt thự này đều được gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ gõ đỏ. Cả nhà có thấy là gia chủ mình cũng rất là tâm huyết này. Những con tiện ở bên trên này cũng được xây cao lên sát với mái ha. Bên trên là có lợp ngói, các cây chèo xung quanh này, cây cột rất là to luôn. Khi mà khách được sở hữu căn nhà này thì em nghĩ đây là một điều tuyệt vời. Một căn nhà vừa thông thoáng, vừa mát mẻ và lại có rất là nhiều điều đặc biệt cho căn nhà. Và thêm một cánh cổng, mình có thể di chuyển khu vực này đi vào bên trong dành cho xe hơi nhé. Mình di chuyển phía sau và phía trước đều được hết. Và khu vực xung quanh nhà mình đó là những cái khu dân cư này, khu ngược rất là đông vui. Mình có xe hơi thì mình sẽ di chuyển thẳng vào bên đây. Cũng tại vì do gia chủ của nhà mình là không có ở đây nên là không có người trông coi, đồ đạc thì vẫn lung tung và bừa bộn. Khi mình sở hữu thì mình sẽ cải tạo lại. Phía bên hông này mình cũng xây dựng ở cái khu biệt thự cao cấp này sẽ chừa lại một lối. Về mình có thể cải tạo lên khu vực này, tạo thêm một cái mảng không gian xanh cho cái khu vực sinh sống phía đây. Và gia chủ ngày trước là cũng lan, và hiện tại thì cũng vì lan nên mà phải cho căn biệt thự này bán đi để trả nợ. Đúng là đầu tư không đúng cách, đầu tư không đúng thời điểm thì tất cả những công sức mồ hôi của mình làm ra đều bay trong nước mắt. Nên là khách ơi, nếu mà khách thương tình cho gia chủ cũng như em Huyền thì mình có thể chốt ngay căn nhà này cùng em vào bên trong để mình khám phá căn biệt thự hoành tráng này nhé. Phía vào bên trong này, cả nhà cũng có thể thấy theo như sự hướng dẫn của em là một hệ cửa gồm có 4 cánh đều được đúc nguyên khối. Bên trên mình cũng gia chủ cũng ốp bên trên hết nha. Một sự bề thế và hoành tráng cho căn nhà. Đây. Rồi khách vào bên trong để mình cùng em khám phá căn nhà. Một trệt và 2 tầng lầu có tất cả 5 phòng ngủ và tới 6 nhà vệ sinh. Bước vào bên trong một sự hoành tráng bề thế, mình cũng có một căn phòng dành cho ông bà lớn tuổi, hoặc là mình thích những căn phòng ở bên dưới thì mình có thể sử dụng bên dưới. Một vòng tổng thể của căn biệt thự hướng Tây này, bên trên sử dụng là các chất liệu gỗ gõ đỏ của Việt Nam. Một căn nhà rất là thông thoáng, mình cùng em vào căn phòng này. Tất cả các hệ cửa đều được sử dụng bằng khóa cửa và bằng mã số vân tay hết. Được xây dựng với một lối thiết kế vô cùng chắc chắn, thông thoáng cho toàn bộ khu căn biệt thự. Khi mà khách đến sẽ cảm nhận được vị trí cũng như là
sự hoành tráng, chắc chắn kiên cố của căn nhà. Bên trên là mình cũng có hệ thống đèn trần chiếu sáng này. Rồi mình tiếp tục theo em mình di chuyển ra bên ngoài để khám phá những điều tiếp theo. Các hệ cột cũng được ốp bằng chất liệu gỗ này, từ trên xuống dưới ốp cao lên trên trần này. Các con tiện cũng vậy, cũng được tiện rất là tỉ mỉ và ốp gỗ cho lối hành lang đi lên trên. Cây cột cũng to tạo lên một sự bề thế cho căn biệt thự này. Khu phía bên tay này của em mình cũng có cửa sổ lấy ánh sáng lấy gió cho toàn bộ căn nhà. Căn nhà rất là thông thoáng. Ở trong khu vực khu biệt thự 5 sao này thì tất cả các căn biệt thự trong khu vực này đều có một lối thiết kế, đó là sự thông thoáng cho tất cả bốn bên, bên trái, bên phải, đằng trước và đằng sau. Nên là khi mà khách đến đây và sở hữu được căn biệt thự này thì mình sẽ cảm nhận được cái độ thông thoáng của căn nhà. Một cửa dành cho lối đi phụ bên hông này, các hệ cửa cũng rất là chắc chắn, được làm bằng gỗ nguyên khối bên trên này. Từ những cái con tiện nhỏ cũng như là những cái họa tiết nhỏ cũng được gia chủ mình trau chuốt rất là tỉ mỉ. Khi mà còn thịnh hành và đầu tư có tiền thì gia chủ rất là tâm huyết. Từ trên xuống dưới, từ ở phòng khách cho đến phòng bếp đều được sử dụng là gỗ cao cấp và kết hợp với những cây đèn bằng pha lê. Một căn nhà mà sử dụng tới 4 chiếc đèn bằng pha lê là cả nhà có thể biết là trước kia gia chủ mình giàu có và độ chịu chơi như thế nào cho căn biệt thự của mình. Nhưng mà vì bây giờ tất cả mọi thứ cũng chỉ là xa xôi nên là phải bán đi để cái căn này để trả nợ cho những khoản nợ thanh khoản. Phía mình bên dưới mình cũng có một khu vực nhà vệ sinh để sử dụng cho tầng trệt. Bên thông vào bên trong khu bếp cũng có những cây cột này, làm điểm nhấn chắc chắn cho căn nhà. Một cửa sử dụng bằng kính cường lực mở, mình có thể là mở ra mở vào cho cái khu vực bên hông này, nhìn ra khu vực hồ cá coi về cái hồ cá mình cải tạo lại ha. Phía bên trong khu bếp nấu ăn, các hệ tủ cả nhà thấy không, dài từ bên này chạy dài qua bên đây luôn đó. Các mặt dựng cũng như là các tủ bên dưới mình cũng dễ dàng lau chùi, đầy đủ hết các chức năng của một nhà bếp. Phía sau mình có cánh cửa để liên thông ra phía sân chơi giải trí bên ngoài, rất là thông thoáng. Đá đang được giảm sâu 20 tỷ, giảm 6 tỷ, chỉ còn có 14 tỷ cho một căn biệt thự tổng diện tích là 588m và được công nhận, và tổng diện tích sàn xây dựng đó là 600m. Bây giờ mình đã khám phá không gian phía bên dưới này xong thì cả nhà hãy cùng em mình di chuyển lên trên để xem là tầng 1 và tầng 2 được thiết kế và bố trí như thế nào cho căn biệt thự hướng Tây Nam này nhé. Khi khách mà yêu thích căn biệt thự này thì hãy cứ nhấc máy gọi ngay với em. Số điện thoại mình cũng đang hiển thị trên màn hình. Lối đi lên trên mình cũng có những cái hệ cột này, những cái điểm nhấn trụ cột này được chạm trổ tinh tế tỉ mỉ này. Khi mà khách tới tận nơi mình sẽ cảm nhận được từng chi tiết nhỏ của căn nhà cũng được gia chủ trau chuốt cho toàn thể tổng thể của căn biệt thự. Lối đi lên trên cũng các con tiện cũng được tiện tỉ mỉ bằng tay, và các lối đi lên trên cầu thang này cũng được ốp gỗ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Một căn biệt thự với hướng Tây Nam rất thích hợp cho những khách hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Khi mà khách yêu thích thì mình có thể nhấc máy và gọi ngay với em để mình được sở hữu căn biệt thự này. Mình đang tiến tới khu vực tầng đầu tiên. Phía bên ngoài của tầng đầu tiên mình có một khu chiếu nghỉ. Khu vực này mình có thể sắp xếp thêm một bộ bàn ghế theo phong cách hoàng gia trên không gian này để mình tiếp thêm những vị khách quý ở trên này nhé. Đó, không gian rất là thoáng mát, có cửa sổ này, rồi bên trên là những cái hệ thống đèn trần chiếu sáng, có những điểm nhấn là những cái điểm dát vàng. Trên tầng này thì mình sẽ có 3 căn phòng. Mình cùng em vào căn phòng này nhé. Các hệ cửa cũng như là tất cả các chất liệu gỗ vô cùng sang trọng, gỗ gõ đỏ. Một căn phòng rất là rộng này, đầy đủ các yếu tố cần cho một gia đình. Thông thoáng, cửa sổ lấy ánh sáng lấy gió cho căn phòng và phía khu vực giường ngủ.
Nói chung là căn biệt thự này thì khi mà mình sở hữu thì sẽ phải cải tạo thêm một phần nữa thì mình mới sử dụng được. Bên trong là khu nhà tắm, có cả khu tắm nằm massage này. Đây là khu phòng tắm massage. Di chuyển vào căn phòng số 2. Căn phòng này cũng nhỏ thôi nhưng mà cũng khá là ấm cúng và cũng có chiếc view nhìn ra phía bên ngoài và công viên xanh của mình nhé. Đó, một nơi mà sinh sống có mảng không gian xanh rất là nhiều như này thì trong thành phố bây giờ thì cũng rất là ít. Điểm thì tiền sẽ tạo ra tiền nhưng mà không đúng cách, không đúng thời điểm thì phải bắt buộc phải bán đi những tài sản mà mình yêu quý vô cùng, cụ thể là căn biệt thự này. Giảm hẳn 6 tỷ, còn có 14 tỷ nhưng vẫn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Nếu mà khách yêu thích căn nhà này thì mình sẽ có được một mức giá vô cùng thơm thảo cho căn nhà. Phía phòng ngủ này, phòng master rất là rộng này, khu vực ngủ và có khu nhà vệ sinh. Một vị trí phải nói là căn biệt thự này nằm trong một vị trí cũng rất là VIP, view công viên, không gian xanh, mảng không gian xanh cho toàn bộ căn nhà. Mình di chuyển ra phía trước, đó là ban công phía trước này. Đây, cả nhà cũng có thể thấy là từ cái chiếc view này mình sẽ nhìn ra được khung cảnh xung quanh. Đó là cái view công viên, buổi sáng mình có thể ra để tập thể dục này. Đó, khu vực cực kỳ đáng sống. Bên trên đây này cũng được trao chuốt và sử dụng rất là nhiều đèn chiếu sáng nha. Đó là thể hiện cho sự giàu có của gia chủ. Mình tiếp tục lên tầng bên trên. Và khu vực nhà mình sinh sống cũng rất là gần những khu vực ủy ban hành chính của phường Thới Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cả nhà theo em mình di chuyển lên trên và phía bên trên lối đi lên này, bên trên hệ thống mình cũng có đèn rất là sang trọng và bắt mắt. Cửa sổ là ánh sáng và có những cái điểm nhấn đó là dát vàng. Lên tới tầng trên cùng. Tầng trên cùng mình sẽ có 3 căn phòng. Một căn phòng lớn này. Một căn phòng này mình sẽ về để coi setup thêm ha. Những họa tiết cũng rất là đẹp, bắt mắt này. Đó, những họa tiết thời ở bên nước ngoài. Và phía bên đây là một khu lối ra ngoài ban công. Thêm một căn phòng to về ở phía sau. Căn phòng rộng và cũng có những chiếc view nhìn ra khu vực bên ngoài. Đó, một khu dân cư cũng đáng sống. Phía trong mình có kết hợp khu vực nhà vệ sinh phía bên trong này ha. Ngôi nhà, đó là khu vực phòng thờ. Ở khu vực này gia chủ mình thiết kế một không gian rộng và thoáng mát làm phòng thờ riêng tư. Và phía bên đây có một mái vòm. Toàn cảnh khu biệt thự nơi mình sinh sống này đẹp tuyệt trần luôn. Đừng bỏ lỡ cơ hội để mình sở hữu không gian của căn biệt thự này. Vâng, cả nhà có cảm nhận thế nào với em thì cho em một vài comment ý kiến bên dưới bài đăng của em Huyền ha. 14 tỷ vẫn còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà cho căn biệt thự với hướng Tây Nam này. Khách yêu thích thì vẫn có một mức giá cực kỳ thương thảo cho căn nhà này. Nhấc máy gọi ngay với em nhé.